Dấu hiệu nhận biết tình trạng mãn dục ở nam giới. Các bác sĩ đã chỉ ra những triệu chứng mãn kinh nam bao gồm khó chịu, tâm trạng không ổn định, giảm hoặc mất ham muốn tình dục, rối loạn cương dương, mất khối lượng cơ suy nhược, năng lượng thấp hoặc mệt mỏi, giảm sự phát triển của tóc, gặp vấn đề về tập trung trí nhớ ngắn hạn, giảm mật độ xương, bốc hỏa, toát mồ hôi. Nguyên nhân của các triệu chứng trên chủ yếu là do nam giới ngủ không đủ giấc hoặc mất ngủ, chế độ ăn uống không lành mạnh, không tập thể dục, hút thuốc lá, trầm cảm, lo lắng, căng thẳng, dùng corticosteroid, thuốc phiện, thuốc an thần, hóa trị. Ở nữ giới, thời kỳ mãn kinh sẽ không còn rụng trứng nhưng đàn ông vẫn sản xuất tinh trùng bình thường. Triệu chứng mãn dục nam không gây nguy hiểm đến tính mạng, nhưng không được điều trị có thể ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng cuộc sống của nam giới. Nồng độ testosterone thấp đã được phát hiện làm tăng nguy cơ tử vong do các bệnh lý về tim, khả năng mắc mỡ máu, ung thư. Ngoài ra, một số nam giới nồng độ testosterone giảm thấp nhưng không có triệu chứng của mãn dục nam, vì các triệu chứng này có thể do các yếu tố khác, không nhất thiết vì giảm nồng độ testosterone. Khi được chẩn đoán mãn dục nam, các bác sĩ sẽ tập trung bổ sung đủ lượng hormone testosterone thiếu hụt, điều trị các triệu chứng đi kèm. Nếu nam giới đã có những triệu chứng bất thường của mãn dục nam, không nên ngại ngần xem thường, cần đi gặp bác sĩ chuyên khoa nam học để được tư vấn điều trị phù hợp và kịp thời. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.